Ngày 24 tháng 8, Nhật Bản bắt đầu xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Tập đoàn Điện lực Tokyo TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy, đã công bố hình ảnh nhân viên bật máy bơm nước biển, qua đó tiến hành việc xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý. Hơn 1,3 triệu tấn nước thải này sẽ được xả dần ra biển trong 30 năm tới. Chính phủ Nhật Bản sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo kế hoạch được thực hiện một cách an toàn, ngay cả khi việc xả thải cần hàng chục năm để hoàn tất. Các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã lấy mẫu từ lô nước thải đã pha loãng, chuẩn bị được xả ra biển trong đợt đầu tiên. Kết quả phân tích cho thấy nồng độ tritium, một đồng vị phóng xạ của hydro, trong lượng nước thải này thấp hơn nhiều so với mức giới hạn cho phép là 1.500 becquerel trên lít. Giới hạn trên cũng thấp hơn 40 lần so với tiêu chuẩn an toàn quốc gia Nhật Bản về hàm lượng tritium trong nước, tương đương với tiêu chuẩn quốc tế là 60.000 becquerel trên lít, và thấp hơn 7 lần so với ngưỡng do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt ra đối với nước uống là 10.000 becquerel trên lít. Vào tháng 3 năm 2011, Nhật Bản hứng chịu thảm họa kép động đất và sóng thần, khiến nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị ảnh hưởng. Kể từ đó, một lượng lớn nước đã được sử dụng mỗi ngày để làm nguội các thành nhiên liệu của lò phản ứng hạt nhân, trong khi hàng trăm nghìn lít nước mưa hoặc nước ngầm đã tràn vào khu vực này. Chính quyền Nhật Bản ban đầu lưu trữ nước bị ô nhiễm trong khoảng 1.000 bể chứa khổng lồ, nhưng hiện đã hết chỗ. Đây lại là khu vực có nguy cơ động đất cao, nghĩa là một cơn chấn động mới có thể khiến các bể chứa bị rò rỉ. Để tránh một sự cố như vậy, chính phủ Nhật Bản đã quyết định xả dần lượng nước này ra Thái Bình Dương, cách bờ biển tỉnh Fukushima 1 km, thông qua đường hầm dưới biển. Nước thải sẽ trải qua hệ thống lọc để loại bỏ các đồng vị phóng xạ, chỉ để lại tritium. Dù tritium độc hại, nó vẫn tồn tại trong tự nhiên và các chuyên gia cho biết lượng tritium trong môi trường sẽ cực nhỏ do hòa lẫn với nước biển. IAEA đánh giá việc xả nước thải dần dần, có kiểm soát, sẽ có tác động phóng xạ không đáng kể đến con người và môi trường. Nhưng ngay trong giới chuyên gia, cơ sở khoa học của dự án vẫn được tranh luận rộng rãi. Jim Smith, giáo sư khoa học môi trường tại Đại học Portsmouth của nước Anh, người đang nghiên cứu hậu quả của các chất ô nhiễm phóng xạ trong nhiều năm, khẳng định rằng việc xả nước thải ra biển là sự lựa chọn tối ưu. Một số chuyên gia khác cũng nhận định việc xả nước thải của nhà máy Fukushima chỉ là vấn đề tương đối nhỏ, xét về quy mô của các vấn đề môi trường mà con người phải đối mặt. Từ quan điểm của tôi, điều này là an toàn. Đó là những gì mà các lò phản ứng hạt nhân đã làm trong nhiều thập kỷ trên khắp thế giới. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ ảnh hưởng nào đến môi trường hoặc sức khỏe con người từ những lần phóng thích tritium trước đây. Và lượng tritium thải ra từ các cơ sở hạt nhân khác trên thế giới cao hơn nhiều so với những gì mà người Nhật sẽ thải ra. Những người phản đối thì cho rằng do hoạt động xả thải kéo dài hàng chục năm nên các nghiên cứu ngắn hạn khó mang lại kết quả chính xác. Việc pha loãng nước thải với nước biển không khiến cho mức độ ô nhiễm phóng xạ giảm đi. Lượng tritium vẫn nguyên vẹn, nó chỉ đơn giản là được hòa trộn với một lượng nước lớn. Qua nhiều năm tích tụ, lượng phóng xạ này vẫn đủ khả năng gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Kế hoạch là xả nước nhiễm phóng xạ cách bờ biển 1 km. Nhưng các chất phóng xạ như tritium sẽ bị gió thổi ngược trở lại quần đảo Nhật Bản. Vì vậy, việc xả nước thải ra biển không phải là giải pháp phù hợp, vì nó có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe. Đa số người dân và chính phủ các nước trong khu vực đều không đồng tình với kế hoạch xả nước thải từ nhà máy Fukushima của Nhật Bản bởi những lo lắng về chất phóng xạ. Ngay sau khi Tokyo tuyên bố ấn định ngày xả nước, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch, còn Hàn Quốc không phản đối nhưng cũng không ủng hộ kế hoạch này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết kế hoạch xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển của chính phủ Nhật Bản là vô trách nhiệm. Phía Trung Quốc chỉ ra rằng chính phủ Nhật Bản đã phớt lờ những nghi ngờ và phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế và hành động kiên quyết xả nước thải sẽ chuyển nguy cơ ô nhiễm hạt nhân sang các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc. Đại dương là ngôi nhà xanh mà toàn thể nhân loại phụ thuộc vào để sinh tồn và Nhật Bản không nên tùy ý xả nước nhiễm phóng xạ. Việc Nhật Bản thúc đẩy xả nước nhiễm phóng xạ ra biển chắc chắn là một canh bạc đối với môi trường đại dương toàn cầu. Nếu Nhật Bản thực sự chân thành trong việc giải quyết các mối quan ngại của các nước láng giềng, thì nước này nên ngừng ngay việc thúc đẩy kế hoạch xả thải và tiến hành trao đổi vô điều kiện với các nước láng giềng, đồng thời thảo luận đầy đủ về tất cả phương án xử lý nước thải có thể áp dụng để đảm bảo an toàn.
Ngay sau khi Nhật Bản bắt đầu xả nước, Trung Quốc tuyên bố sẽ đình chỉ nhập khẩu tất cả các sản phẩm thủy hải sản có nguồn gốc từ Nhật Bản từ ngày 24 tháng 8. Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ tiến hành đánh giá liên tục nguy cơ ô nhiễm phóng xạ đối với thực phẩm Nhật Bản, điều chỉnh thắt chặt các chính sách nhập khẩu liên quan nhằm ngăn chặn rủi ro ô nhiễm phóng xạ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân Trung Quốc. Trung Quốc là nước nhập khẩu thủy hải sản lớn nhất của Nhật Bản trong năm ngoái, với kim ngạch nhập khẩu khoảng 600 triệu đô la Mỹ, chiếm 22,5% giá trị xuất khẩu hải sản của Nhật Bản. Lệnh cấm của Trung Quốc được dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến ngành công nghiệp thủy hải sản của đất nước mặt trời mọc. Đồng quan điểm với Trung Quốc, Triều Tiên cũng phản ứng mạnh mẽ với quyết định xả nước thải từ nhà máy Fukushima. Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, việc xả nước nhiễm phóng xạ ra biển là hành vi đe dọa sự an toàn, tính mạng và tương lai của con người. Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết không phát hiện có vấn đề về khoa học hay kỹ thuật trong kế hoạch xả thải của Tokyo. Ông Park Kyo-yon, quan chức văn phòng điều phối chính sách chính phủ Hàn Quốc nêu rõ, chính phủ Hàn Quốc không phản đối nhưng cũng không ủng hộ động thái này. Seoul đồng thời kêu gọi Tokyo công bố thông tin một cách minh bạch và có trách nhiệm về tiến trình xả nước thải. Phía Nhật Bản đã giải thích rằng họ có kế hoạch hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và sẽ cập nhật dữ liệu theo từng giờ. Họ cũng có ý định cung cấp thông tin này bằng tiếng Hàn để thuận tiện cho công dân của chúng tôi. Nếu việc xả thải thực tế sai lệch dù chỉ một chút so với quy trình đã lên kế hoạch, chúng tôi sẽ coi đó là một mối đe dọa đối với sự an toàn và sức khỏe của công dân Hàn Quốc và ngay lập tức yêu cầu Nhật Bản ngừng xả thải. Dù Seoul đã thực hiện nghiên cứu riêng, kết luận nước xả thải đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tôn trọng đánh giá từ IAEA, nhưng các nhà hoạt động môi trường và người dân Hàn Quốc thì không hài lòng. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 80% người dân Hàn Quốc lo lắng về việc xả nước thải từ Fukushima. Trong các siêu thị và các khu chợ xuất hiện tình trạng gom mua muối do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Các cuộc biểu tình liên tục diễn ra với hàng nghìn người phản đối kế hoạch của Nhật Bản. Nếu Nhật Bản nhất quyết thúc đẩy việc xả thải nước ra đại dương, tôi lo ngại rằng có thể sẽ có những quốc gia khác làm điều tương tự. Vì vậy, hành động này phải bị cấm ngay từ đầu. Chúng ta không thể biết nước nhiễm phóng xạ sẽ có tác động gì đến con người. Đó là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi Nhật Bản rút lại kế hoạch xả thải. Một số nhà lãnh đạo Thái Bình Dương cũng lên án quyết định xả nước thải của Nhật Bản. Vanuatu, Papua New Guinea và quần đảo Solomon kêu gọi Nhật Bản không xả bất cứ thứ gì ra Thái Bình Dương cho đến khi hoàn toàn chắc chắn hành động này không gây nguy hiểm. Về phía Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết Moscow hy vọng Tokyo sẽ cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết liên quan đến kế hoạch xả thải, đồng thời cho phép các quốc gia quan tâm lấy mẫu nước nhiễm phóng xạ. Kế hoạch xả thải nước nhà máy điện hạt nhân Fukushima của chính phủ Nhật Bản không chỉ khiến các nước láng giềng lo ngại mà còn vấp phải sự hoài nghi của người dân Nhật Bản. Nhiều cơ sở kinh doanh thủy hải sản và người dân địa phương lo ngại rằng hành động này sẽ ảnh hưởng đến kế sinh nhai và cuộc sống của họ. Ông Takayuki Yanagiuchi là giám đốc Hiệp hội nghề cá ở Onahama, Fukushima. Trong mắt ông, ngư dân nơi đây dù không giàu có, nhưng đã có cuộc sống yên bình qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi sau trận động đất và sóng thần thảm khốc cách đây 12 năm. Nghề cá địa phương chạm đáy, và trong một thời gian khá dài, người dân không thể ra khơi đánh cá. Tình hình sau đó tốt hơn một chút, mặc dù vẫn còn những hạn chế về số lượng và loài mà họ có thể đánh bắt từ biển. Nhưng sau khi chính phủ Nhật Bản công bố phương án xả thải, ngư dân địa phương đều phản đối vì kế hoạch này sẽ tàn phá ngành đánh bắt cá. Chúng tôi phản đối việc xả nước nhiễm hạt nhân ra biển. Chúng tôi muốn bán hải sản của Fukushima ra thị trường nên cần được người tiêu dùng chấp nhận. Nếu người dân không thể tin tưởng vào độ an toàn của hải sản Fukushima, thì doanh số bán hải sản và thu nhập của ngư dân sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các siêu thị địa phương cũng lo lắng việc kinh doanh sẽ gặp trở ngại. Giống như hồi thảm họa động đất mới xảy ra, hầu hết khách hàng đều không mua thực phẩm ở Fukushima do sợ nhiễm phóng xạ. Họ nói rằng nước này sẽ an toàn khi được pha loãng, nhưng họ chưa tiến hành bất kỳ nghiên cứu khoa học nào về điều gì sẽ xảy ra khi xả lượng nước nhiều như vậy trong hơn 30 năm. Một điều chắc chắn là khi họ thải nước ra đây, nó sẽ làm tổn hại đến doanh số bán cá. Đó là lý do tại sao tôi cực lực phản đối. Trong nỗ lực giúp ngư dân đối phó với những thiệt hại có thể xảy đến như doanh số bán hàng chậm, chính phủ Nhật Bản đã phân bổ nguồn ngân sách trị giá 550 triệu đô la Mỹ để mở rộng hỗ trợ tài chính cho ngư dân, đồng thời phát triển các kênh bán hàng mới và trữ đông lượng cá dư thừa,
kéo dài thời gian có thể tiêu thụ khi nhu cầu phục hồi. Nhưng không chỉ ngư dân và cơ sở kinh doanh, mà các phụ huynh ở Fukushima cũng lo ngại ảnh hưởng của nước nhiễm phóng xạ đến sức khỏe của con em họ. Các bậc cha mẹ ở Fukushima đã thành lập một nhóm phi lợi nhuận, chuyên theo dõi mức độ phóng xạ trong nước biển và thực phẩm địa phương, với hy vọng bảo vệ con cái của họ, tương lai của đất nước. Hoạt động này đã diễn ra trong suốt nhiều năm qua. Với sự giúp đỡ của thiên nhiên, phải mất 12 năm mức độ phóng xạ mới giảm xuống. Người dân Fukushima đã chịu đựng suốt nhiều năm qua, nhưng nếu chất phóng xạ bị thải ra biển vào lúc này, nó sẽ một lần nữa gợi lại bi kịch của 12 năm trước. Mặc dù chính phủ Nhật Bản cho biết nước đã được lọc để loại bỏ hầu hết các nguyên tố phóng xạ, tuy nhiên nhóm của bà Kimura vẫn muốn có nhiều cuộc đối thoại giữa một bên là chính phủ và nhà điều hành nhà máy điện lực Tokyo và một bên là người dân, ngư dân để giải quyết các vấn đề an toàn và tâm lý lo ngại. Quyết định xả thải nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã đặt ra một thách thức lớn, đòi hỏi sự thảo luận và hợp tác tại cấp độ quốc tế để đảm bảo an toàn cho môi trường và sức khỏe của con người. Giới chuyên gia cho rằng, việc tiến hành nghiên cứu khoa học, chi tiết, cung cấp thông tin minh bạch và thiết lập cơ chế kiểm soát liên quan đến việc xả nước thải phóng xạ là chìa khóa để tạo ra sự tin tưởng đối với kế hoạch gây tranh cãi này của Nhật Bản. Bản tin Nhìn ra thế giới hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.